đất giữ quê mình. Từ ngàn xưa nằm phù sa, sông quê ta đắp bồi đồng ta, cho cây lúa thêm xanh, cây vải thiều chiếu hòa, thêm quý thêm yêu đất trời thanh hà. Dù đi đâu dù về đâu. Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 1 năm 2019. Nó nhằm vào ngày mùng 2 tháng Chạp năm Mậu Tuất, tức là ngày cuối, ngày đầu tiên của tháng cuối cùng trong một năm về tháng âm lịch. Dựa trên cơ sở các cụ nói có câu mùng 1 là sớm mai và mùng 2 là đầu tháng, cho nên tôi chọn ngày mùng 2 làm ngày vạn sự khởi đầu năm. Tôi không làm ngày mùng 1, bởi vì làm ngày mùng 2 như các bạn biết, ai cũng thế thôi, dựa trên cơ sở đó để gặp nhiều điều may mắn và cũng như là mọi công việc nó sẽ đầu xuôi đuôi lọt. Thì clip này nó về thời gian cũng là tương đối, bởi vì hệ thống giảm nó quá nhiều, cho nên là sẽ mất nhiều thời gian theo dõi của các bạn. Nhưng sau về dịp Tết Nguyên Đán, các bạn cũng nên theo dõi để kịp thời cùng với chúng tôi theo dõi giảm và sử dụng, bởi vì từ lẽ đến Tết nó không còn đáng bao nhiêu thời gian. Thì trước khi vào clip này, cũng như thường lệ, tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký theo dõi ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả các quý vị khách hàng khắp mọi miền đất nước, từ xa gần về đây hoặc chúng tôi phải gửi hàng đi, đã ủng hộ trung tâm chúng tôi. Vâng, để bắt đầu vào công việc không mất thời gian của các bạn, tôi sẽ thông báo hệ thống dàn hiện có đăng bài trên cửa hàng để cho các bạn lắm được, phục vụ Tết Nguyên Đán cho các bạn. Thì dàn của tôi, như các bạn quan sát, quá nhiều. Tuy rằng trong thời gian vừa rồi các bạn biết đấy, tôi không lên sóng được, tôi bán cũng rất nhiều, nhưng để phục vụ cho các bạn, đáp lại tấm lòng thành tình của các bạn, tôi mang về rất nhiều giản liên tục cập nhật để phục vụ các bạn. Bởi vì trong một tuần vừa rồi tôi không lên sóng được với lý do khách hàng ở mọi nơi đến mua rất đông, và đồng thời lại phải đóng cửa hàng đi, cho nên không có thời gian để đăng tải với các bạn. Thì hôm nay tôi đăng tải một clip này, thì các bạn quan sát giản trên cửa hàng của tôi rất là nhiều, hay nói một từ rất đông, đủ các loại, to nhỏ bé, loại nhiều tiền ít tiền, đẳng cấp, ví dụ như nói là kim chip vài bộ, ai trên bảy cũng vài bộ, trong đó bây giờ rất là khan hiếm vàng. Và ngoài ra còn rất nhiều loại vàng nữa, trung bình tiền có nhưng mà quan sát là rất nhiều. Cái tí nữa tôi sẽ đi vào chi tiết giới thiệu từng bộ và báo giá cho các bạn. Thì cũng như thường lệ, tôi sẽ đăng tải những cái hệ thống âm thanh hát karaoke, nghe nhạc chuyên nghiệp bằng loa bãi xịn và những dòng âm ly bãi xịn, bởi vì loại nó ít, nó ngắn, cho nên tôi sẽ giới thiệu lên trước. Thế bây giờ tôi sẽ đi giới thiệu phần thứ nhất là loa nghe nhạc hát karaoke 2 chiếc 5. Thì đây, như các bạn quan sát ở gian ngoài này của tôi thì là các loại loa âm ly cục đẩy, vang cơ chống hú, vang số, equalizer, âm ly để phục vụ cho hai mục đích nghe nhạc, đó là nghe nhạc và hát karaoke. Thì ra này là rất nhiều, nhưng loại này tôi chỉ báo qua các bạn thôi. Ví dụ như cái dòng loa bát 40 củ phun cũng có, mặc tin BMB hàng nhái của Trung Quốc cũng có đây, CX 1000, rồi những dòng loa của Việt Nam đều có rất là nhiều, những bạn quan sát. Ngoài ra thì dòng loa bãi tôi cũng khá nhiều, ví dụ như dòng bát 30 củ phun đây, như các bạn quan sát này, dòng Philo tức là của Mỹ này, thương hiệu của Mỹ này, dòng Martin F11, F12 là bát 30 này, củ phun đấy, là cũng rất là nhiều, như các bạn quan sát. Ngoài ra phía trong kia các bạn quan sát còn là hãng JBL này, đây đấy, JBL hàng bãi nha, trên là hàng B3 này, bên cạnh nền hàng tua lần của Anh này, đấy, rất là nhiều, như các bạn quan sát. Thế những cái này thì tôi sẽ không báo giá cho các bạn. Thế trên đây thì dòng BMB xịn của công ty được sản xuất tại Chile có đây. Và đôi phía trong các bạn quan sát đó là Peeler hàng bãi, bát 30 củ phun 4 tép. Loại này rất là đắt tiền, tôi chưa bóc kịp vải nhựa ra, thì các bạn quan sát, nếu bạn nào cần tôi sẽ tư vấn cẩn thận. Bên cạnh đây các bạn quan sát, đây là dòng ACIF hàng bãi xịn của Trung Quốc. Phía trong kia đây, tôi sẽ bán, tôi quay. Đây là đôi Peeler bát 25 củ phun 4 tép, hàng Việt Nam chất lượng cao. Loại này nó chất lượng cao như dạng Paramax,
Bên trong này các bạn quan sát, đây là BMB, hàng xịn của công ty được sản xuất tại Trung Quốc. Và đây là đôi 450. Sang bên này các bạn quan sát BMB, cũng hàng xịn Trung Quốc, đây là hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Và đây là 480, BMB 480. Hai loại này đều là xịn của công ty được sản xuất tại Trung Quốc. Thế sang phía bên này thì các bạn quan sát này, đây là dòng loa trong hộp nhập khẩu nguyên chiếc mà nhiều loại tôi đăng một clip ấy. Đây là dòng loa X6, tức là DK X6. Loại này hàng cũng nhập khẩu nguyên chiếc rất nhiều, tôi chưa phá thùng phá kiện ra. Đấy, thế tí nữa lên tầng 2 tôi sẽ quay cho các bạn những cái đôi loa, mẫu đôi loa này là tôi đã bóc ra rồi. Còn bạn nào muốn truy cập thì vào tìm ở trong trang của tôi có loại loa X6, tức là DK X6. Đấy, rất là nhiều, còn nguyên trong thùng trong hộp. Ngoài ra tôi có cả những cái dòng JBL K601i rẻ tiền đây. Đây là những dòng loa JBL rẻ tiền, hàng cũng nhập khẩu nguyên chiếc. Thế phía trong thì các bạn quan sát, đây là đôi DK, loa này loa bãi xịn. Vâng, thương hiệu đến từ Italia, nhiều bạn đọc là Ý cũng được. Những cái bãi này thì tôi cũng thông báo cho các bạn là những cái nước châu Âu nó không sản xuất những mấy cái loa làm khẩm đâu. Theo tôi thì nó đều sản xuất ở Trung Quốc và nó đùn ra bãi. Giá nó cũng vừa phải thôi, nó chỉ có mấy triệu một đôi, nhưng nghe nhạc và hát karaoke rất tốt. Thế bên cạnh đây các bạn đã quan sát, đây là đôi Martin hàng xuất. Đây là đôi Martin F12. Vâng, nó thương hiệu nó đến từ London. Nhưng theo tôi nghĩ nó cũng đây là hàng nhập khẩu nguyên chiếc này. Cũng hàng bóc xốp bóc hộp. Nó đến thương hiệu từ London thôi, nhưng tôi thì nghĩ rằng nó cũng sản xuất ở China, bởi vì thằng Anh nó không sản xuất mấy cái loa rẻ tiền này làm gì, mấy triệu bạc. Thế phía này là các bạn nên nhớ đây là các loại cục trầm. Đấy. Thì tôi có cả những cái trầm bãi zin này. Đây là trầm bãi zin này. Con JBL này trầm bãi zin các bạn. Bát 30. Loại này rất đắt tiền. Thế bên cạnh đây là trầm CAF. Trầm này trầm xịn của Trung Quốc nó sản xuất. Nó còn nguyên trong thùng trong kiện. Thế còn đây là hai quả trầm JBL bãi. Loại này cái dưới cùng này thì nó cũ quá rồi. Bãi thật nhưng nó cũ, nó rẻ tiền. Thế còn trên đây là dòng JBL là hàng liên doanh, được sản xuất mới tinh. Cũng tại Chile nó sản xuất luôn, model của nó như này, các bạn quan sát 3511, con này anh cũng rất hay. Giá cũng vừa phải. Thế để phối test với tất cả những cái dòng loa này thì tôi chuẩn bị cho các bạn rất là nhiều các loại cục đẩy, hàng đập hộp có, hàng bãi có. Và trước hết tôi xin giới thiệu các bạn, đây là dòng đẩy đập hộp mà tôi đã bóc ra một con để giới thiệu cùng các bạn. Nó là dòng LA550B. Vâng, con này hai kênh nhưng công suất rất khỏe, 24 xòa. Vâng, hàng mới tinh đập hộp. Thương hiệu đến từ USA, nó ghi đằng sau. Nhưng sản xuất thì tôi cũng lại nói luôn, chắc cũng chỉ sản xuất ở Chile. Thế còn trên đây là các loại vang. Tôi có cả những cái loại vang cơ có chống hú đây. Ví dụ như B3 Pro K6, B3 Plus là tôi có rất nhiều. Tôi không bóc ra. Và trên là các loại vang cơ không có chống hú. Ngoài ra tôi còn rất nhiều loại vang số thì tí tôi quay cho các bạn. Và phối với lại các loại equalizer đây. Đây là những chiếc equalizer mà tôi sẽ phối cho các bạn. Mà mấy hôm nay tôi bán quá nhiều những bộ karaoke các bạn. Thế tôi giới thiệu, tôi phối test rất hay. Giá tiền rất đơn giản. Nhưng mà mang lại cái âm thanh trong gia đình rất hay. Thế ngoài cái loại đẩy hàng xuất này ra. Đẩy hàng xuất tôi rất nhiều. Này, tôi còn đẩy nguyên trong thùng này, này các bạn quan sát này, tôi chưa bóc ra nhé. Tôi chỉ bóc một con này. Đấy, đây là đẩy LA550 này. Đấy. Và đây nữa. Đấy, rất nhiều. Tức là đẩy này nó 24 xòa. Oánh rất khỏe. Oánh bát 30 củ full đến bát 40, rất là hay. Thế ngoài ra cũng có các cái dòng âm ly ít tiền để phục vụ các bạn, đó là những cái hàng Jaguar hàng Việt Nam chất lượng cao của Thái Hòa sản xuất đây. Còn phối tép các dòng loa này với các loại cục đẩy liền vang này các bạn quan sát nhé, hàng bãi. Đấy. Các cục đẩy liền vang, những cái loại này các bạn gọi điện đến tôi sẽ báo giá và báo chi tiết cho các bạn. Đấy. Rất là nhiều. Thế hoặc là đẩy bãi này, ví dụ như cái dòng đẩy bãi thì tôi rất nhiều, như các bạn quan sát này. Đây là con EP1300, con này 32 xòa. Con này B cực lặng, nó rơi vào cỡ khoảng 45 đến 48 cân gì đó. Đây là đẩy bãi, giá cũng rất rẻ. Thế dưới là các bạn quan sát, đây là con đẩy MA800, con này 24 xòa, con này cũng rất hay, đánh bắt 30 củ full.
Còn phía dưới các bạn quan sát là dòng đẩy ever. Và con ever này thì nó đánh 3 kênh, tức là 2 kênh chính và 1 kênh sút này, như các bạn quan sát. Đây, con đẩy ever TK312. Dưới nữa là các loại đẩy 4 kênh tôi cũng có, vô căn kênh, tức là VK800 này. Các bạn biết con đẩy này rồi đấy, nó có tên tuổi. Dưới nữa là các bạn lại quan sát tiếp lại một con MA800 nữa. Và dưới nữa thì lại là con Mark 2004. Con này 32 xòa, lọng 45 cân. Dưới vẫn là một con Ever như con trên. Và con này 3 kênh, 1 bát, 1 kênh đánh bát TK312. Ngoài các dòng đẩy liền vang đẩy ra thì tôi còn các loại âm ly bãi xịt của Hàn Quốc này. Như các bạn quan sát đây là các dòng âm ly bãi xịt của Hàn Quốc này. Ví dụ như MS700, rồi thì K505, PA605, có cả những cái âm ly Paramax CA1000, tức là hàng Việt Nam chất lượng cao thì rất là nhiều. Thế nhưng cái này tôi sẽ không báo giá cụ thể các bạn được. Các bạn bởi vì nó 12 sò, 8 sò, 16 sò đều có, cho nên giá nó khác nhau. Mà báo vào đây thì nó không thể đủ thời gian cho các bạn theo dõi. Thế ngoài ra tôi chuẩn bị cho các bạn rất là nhiều micro. Đây, micro thì tôi xếp thành đống. Và tôi có vài đống, tí nữa tôi quay vào trong kia. Các loại micro để phối test cho các bạn hát karaoke. Đây nữa này, micro rất nhiều. Thế còn đây là các dòng vang và EQ này. Tôi không bóc ra, cứ bạn nào đến mua tôi bóc, bạn nào đến đây thì biết đấy. Tôi bóc rất nhiều, nhà tôi rất nhiều. Nè, các bạn quan sát nhé. Đây, phía bên đây nữa. Và đặc biệt là tôi còn nhập được thêm một số những cái đầu đĩa chạy đầu HDVD. Hát karaoke có 30.000 bài trong một đĩa đây này, rất là nhiều. Nếu bạn nào không thích hát trên mạng mà lấy âm thanh chuẩn thì nên quan tâm những đầu đĩa này, vì giá nó cũng rẻ. Thế đây, đây là vang cơ có trong hú, tôi còn rất là nhiều chủng loại này, rất là nhiều. Đấy, đủ các loại cho các bạn, phục vụ cho các bạn. Nhưng mà thôi, thời gian nó có hạn thì tôi chỉ giới thiệu thế thôi. Còn bây giờ tôi sẽ lộn lên tầng 2, đi lên tầng 2 để giới thiệu với các bạn về hệ thống dàn loa âm thanh, các loại loa nội địa, âm ly nội địa để phục vụ cho nghe nhạc chuyên nghiệp. Thì tôi dẫn các bạn lên tầng. Vâng, đây là gian phòng mà dành cho các bạn thích dùng loa xịn này, gọi loa xịn và ghép phối với âm ly xịn rất là nhiều. Thì tôi cũng láng qua đây bởi vì tôi đang giới thiệu về mặt âm thanh hai chức năng. Thì đây tôi sang ra bên này, như các bạn quan sát này, đây là những cái dòng loa hai chức năng này. Đây là những đôi JBL K612 hàng xịn của công ty, rất là đắt, loại này trên 10 triệu một đôi. Các bạn nào đến đây mua, hôm nọ tôi có 25 đôi thì tôi bán gần hết rồi, là chỉ còn có mấy đây mấy cái đôi này thôi, thì không có gì thay đổi. Thì 5 hôm nữa là hàng của tôi về rất nhiều loại này. Đây, thế còn ngoài ra thì tôi còn cái loại DK mà bữa nay tôi giới thiệu các bạn, nó trong hộp ấy. Thế tôi bóc ra hai đôi ở trên này. Đây, tôi bày hàng, hình thức rất đẹp, âm thanh rất hay. Bát củ full 30. Loại này là các bạn nên nhớ rằng chỉ đánh cục đẩy nhé, không có dòng âm ly nào đánh được nó đâu. Rất là nhiều. Thế ngoài ra thì tôi còn có cả những cái loại loa kéo tay đây các bạn này. Đấy, loa kéo tay. Loa kéo tay này nhằm mục đích gì? Nhiều bạn đến đây mua dàn rồi, vì bạn nghiện nghe dàn, bạn mua thêm cái loa kéo tay để dựng góc nhà để cho vợ hát karaoke, rất hợp lý. Không đáng bao tiền mà thành bộ karaoke hay. Còn dàn nghe riêng thì có loại bát 40 này, loại bát 50 này, và có cả loại bát 30 này, rất là nhiều. Đấy, như các bạn quan sát nhé. Như vậy là toàn bộ hệ thống loa âm ly cục đẩy, loại âm thanh hai chức năng là đã xong. Bây giờ tôi sẽ đi ra giới thiệu cùng các bạn là hệ thống loa chuyên nghiệp nghe nhạc của những cái bạn chơi hàng đặc chủng này. Đấy, như các bạn theo dõi thì cũng rất nhiều. Đấy, âm ly loa. Thế bây giờ tôi lại giới thiệu qua thôi, cái loa này tôi chỉ giới thiệu qua. Đầu tiên này tôi giới thiệu với các bạn là những cái đôi loa mà thừa ở dàn. Nếu bạn nào có dàn mà bị hỏng loa thì nó quan tâm này. Cái đôi này là đôi Panasonic D550 này. Còn hai đôi này là đôi Soli 2 bát 18 này, như các bạn quan sát. Đấy. Đây là loa của dàn nhá, thông báo các bạn. Nếu bạn nào có thì dàn mà hỏng thì mua về. Nếu không, bạn nào mua những cái loại này và ghép với những âm ly nhỏ thì nghe nhạc nó rất hay. Đấy. Thì phía dưới này các bạn quan sát, đây là
dòng loa tiêu biểu của loa nghe nhạc đó là JBL Zimbel LX800, hàng của ba nước châu Âu nó hợp tác, tức là loa là loa của Mỹ, được sản xuất tại Đan Mạch và phụ tùng linh kiện ở trong, các bạn nào chơi loa này giá ra biết rồi, ở trong nó là của Pháp. Và báo giá cho các bạn loại này bây giờ nó rất là đắt, nó 10 triệu ăn lên chứ nó không rẻ như mấy đợt trước. Còn đây là dòng loa PDCG, dòng loa của Đan Mạch, nhưng bây giờ nó ở đằng sau nó viết là Maren Chila rồi, nó không viết là Maren Đan Mạch như trước cách đây mấy năm ấy. Là tôi nhớ là những dòng loa này thì nó đề là Maren Đan Mạch, nhưng bây giờ nó đề rõ Maren Chila, tức là nhà máy nó được chuyển sang Trung Quốc để sản xuất. Còn đây là các bạn quan sát, đây là đôi Techlich mà SB1850. Vâng, loại này công suất của nó là từ 60 đến 90W, đây như các bạn quan sát nhé. Độ phân giải rất là cao, 8 ohm, từ 700 hẹp đến 5.000 hẹp. Đây là đôi Techlich, các bạn quan sát đôi Techlich, có 3 đường tiếng, một bát, một trung, một tép, bát giấy, trung giấy và tép cũng giấy. Và đôi này nó rất rẻ tiền, nó có 5 triệu, bát 25, còn mới đẹp. Bên cạnh đây các bạn quan sát, đây là đôi Peeler CS45. Vâng, loại này thì nó 3 đường tiếng rõ ràng, bát trung tép, bát giấy, trung giấy, nhưng tép của nó lại là tép đôm. Và nó có hai cái tinh chỉnh tép và mít ở trên hệ thống mà. Loại này âm thanh rất hay. Nếu bạn nào mà chơi bằng cối hoặc là nghe âm thanh mềm thì nên sử dụng đôi loa này, rất hay. Đây là Peeler CS45. Tiếp sang bên đây, giới thiệu các bạn đây là những cái dòng loa Peeler có tên tuổi, đó là dòng CS7100 và đây là Peeler CS7100. Loại này nó sử dụng 3 đường tiếng, một bát, một trung, một tép, bát của nó là 25, bát giấy, trung giấy và tép điện. Hình thức rất đẹp, loại này nghe nhạc thì nó ngọt rồi. Nhiều bạn bảo là nghe, nhiều bạn nên mua, bạn bảo là nghe nó còn hay hơn cái gì đấy, bạn bảo là nghe hơn này ca sĩ thật nó hát, tôi bảo ừ thế cũng được. Đây là Peeler CS7100. Trên đây các bạn quan sát, đây là một dòng loa gấu, đây là đôi Diatone CS1000. Diatone CS1000, đôi này nó nặng gần một tạ, nó sử dụng 3 đường tiếng, bát trung tép của nó là bát màng carbon da chăn và một trung đôm, một tép đôm. Đôi loa này công suất của nó là 200W. Đây là nó bát của nó này. Đấy, màng da chăn rất là đẹp. Đấy, các bạn quan sát rất là đẹp. Nó nặng gần một tạ. Loại này thì nó đánh hay rồi. Tiếp theo sang bên này các bạn quan sát, đây là đôi Onkyo D5 Break. Vâng, đôi con này nó sử dụng bát 30, một bát, một trung, một tép. Bát của nó cũng là bát carbon da chăn. Và loại này thì nó là rất đẹp, kể cả từ cái rốn của nó cũng là carbon da chăn. Và thương hiệu loa nó đề ngay ở trên mặt loa rất là đẹp. Đôi này hình thức đẹp, trung đôm, tép đôm và có hai tinh chỉnh tép và mít trên loa. Xoay lại cho các bạn, Onkyo D5 Red, đôi này rất mới và đẹp. Tiếp theo sang bên này, các bạn quan sát, đây là đôi đề lông. Vâng, đôi này là đôi đề lông 350. Vâng, đôi này của nó công suất là 100W này, độ nhạy decibel là 92. Vâng, và nó có một chỉnh trung, mid và tép trên loa. Nó sử dụng 3 đường tiếng, một bát, một trung, một tép, bát giấy như các bạn quan sát, bát giấy, trung giấy, nhờ lại tép đôm. À, các bạn quan sát nhé, bát của nó là bát 27. Tiếp theo phía dưới này là ông Nga Ngố thì của tôi không bán, tôi không giới thiệu nữa. Đôi Nga Ngố này nó theo tôi 32 năm trong nghề rồi, tôi không bán. Thì nhiều bạn cũng cứ gọi điện đến thì tôi nói là tôi không bán này, cho nên là khi nào tôi kiếm được tôi bày lên đây tôi bán, tôi giới thiệu các bạn sau. Còn đây là đôi kỷ niệm của tôi. Thế là ghép phối với tất cả những dòng loa này, tôi chuẩn bị rất nhiều âm ly đây. Như các bạn quan sát này. Đây. Này. Giới thiệu các bạn từng con âm ly một.
Đây, đầu tiên là phải giới thiệu với các bạn một con gọi là được thế giới âm nhạc đánh giá hay. Đó là dòng Peeler 7800 hai mã, các bạn gọi là 7800 mắc đuôi cũng được. Đấy. Đây là 7800 hai mã. Trên các bạn quan sát là con Peeler i9. Dòng này nó rất khỏe. Tuy rằng nó không đắt tiền nhưng là để đánh lỗi cái loại S90. Nên tôi có đôi S90, tôi đã trực sẵn cái ống âm ly này rồi để thỉnh thoảng cũng nghe tí. Trên đây là dòng, dưới cùng các bạn quan sát đây là dòng Peeler 8900. Trên là Peeler A100, con A100 này là nó chạy 8 xòa công suất 220W, đánh 4 kênh riêng biệt và nó có cả cầu A cộng B. Đấy, một con là Peeler 8900, một con là Peeler A100. Và trên nữa là các bạn quan sát đây là chiếc đề lông 390 hàng 35, đời 35 mã. Con này mặt phai vàng rất là đẹp, công suất 130W mà nó đánh vào đôi đề lông này là hợp lý này, 350 là nó thành một bộ đẹp. Tiếp theo đây là dòng san xui, thì dưới cùng đây là một chiếc san xui AUD607 thường. Con này nó rất là khỏe, 8 xòa, con này âm sắc không hay nhưng mà loa gì cũng đánh lên được. Đây là con AUD607. Trên đây thì lại cũng con 607 nữa, nhưng con này nó là con Alpha đời XA. Đây, AU Alpha 607 đời XA. Con này mặt gương mà tôi có hai con đây, trên một con và dưới một con, thì các bạn quan sát này, cái loại này mặt nó rất là đẹp. Đấy, tuy rằng tôi ngồi tôi quay như thế này mà hình nó còn in mà. Nếu bạn nào có nhổ râu hay nặn chân cá thì có sử dụng âm ly này là không cần phải mua gương. Con âm ly này rất khỏe, mang lại âm sắc rất hay. Trên cùng đây các bạn quan sát đây là ông San Sui cũng D607, nhưng đây là đời XDCAT đấy nhé các bạn. Con này là hồi gỗ, hai hồi gỗ viền vàng rất là đẹp. Đấy. Con này nó đắt hơn hai con ở dưới và nó đắt hơn cả ba con này. Thì những dòng này tôi cũng không báo giá cụ thể, bạn nào cần thì liên hệ. Vâng. Như vậy là tôi cũng đã giới thiệu xong với các bạn toàn thể dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp và âm ly nghe nhạc chuyên nghiệp cho các bạn. Bây giờ tôi quay xuống tầng dưới về khu vực dàn là clip chính của chúng ta. Thì đây, và với khu vực dàn các bạn quay xuống rất là nhiều. Đây, tôi đứng trên đây tôi quay cho các bạn nha. Đủ các chủng loại chưa? To, bé, nhỏ, nhiều tiền, ít tiền, loại đẳng cấp. Đấy, rất là nhiều. Đây là khu vực ngoại nhá. Tí tôi đi xuống tôi quay cả khu vực trong cho các bạn. Và tôi đi giới thiệu từng bộ. Đầu tiên tôi giới thiệu với các bạn hai bộ được gọi là đình đám nhất trong làng dàn. Đó là hai bộ LS99. Hai bộ LS99 này của tôi đều cắm điện 220V. Và báo giá cho các bạn một bộ là trên 30 triệu, còn một bộ lại dưới 40 triệu. Hai bộ khác giá nhau, bởi vì sao? Nó đẹp và nó xấu. Tiếp theo đây là bộ A97 hàng xuất, cắm điện 220V. Và ngoài này thì lại là bộ A97 hàng nội địa, cắm điện 110. Vâng, A97 đợt này cũng hơi khan hiếm. Như vậy có hai bộ, báo giá cho các bạn là từ 18 đến 20 triệu. Tiếp theo các bạn quan sát ở giữa đây là lại dòng có loa lóc giống như bộ A97, thì đây nó là A68, nó đàn em của A97, hình thức giống nhau nhưng giá rất rẻ, chỉ có hơn 7 triệu, cắm điện 220V. Đây là A68 có loa lóc, rất là đẹp, bộ này mới. Đó. Còn phía bên này, các bạn quan sát, đây là dòng dàn truyền thống của tôi rồi. Đây là con A65, Ken A65, Ken A65 này thì tôi rất nhiều. Đây một bộ này, và trên đây tôi còn vài bộ nữa này. Đây một bộ nữa này, và đây một bộ nữa này, đều cắm điện 220V. Ba bộ A65 của tôi đều cắm điện 220V và báo giá cho các bạn là từ 9 triệu ăn lên. Có những bộ nó đẹp là nó tới 9 triệu tư. Phía đằng sau các bạn quan sát, đây là bộ A85 hàng xuất, cắm điện 220V. A85 lần này tôi có cả hàng nội địa, đây là bộ hàng xuất 220V này. Thế còn bên này thì lại là A85 thì nội địa cắm điện 110. A85 lần này cũng khá là khan hiếm. Vâng, hai bộ này báo giá cho các bạn là từ 9 đến 10 triệu. Bạn nào đến trước chọn được con đẹp thì lấy con đẹp.
Thế còn phía sau này thì các bạn quan sát biết rồi, đây là con Panasonic D5500. Con này combo từ loa đến dàn, D5500 Panasonic. Con này nó rất hay bởi vì nó có tinh chỉnh bass check trên âm ly này, như các bạn quan sát. Và bộ này của tôi nó gần như mới đập hộp. Nếu bạn nào đến đây tôi nói câu đấy thì không tin, nhưng bạn nào đến đây mình biết là con dàn này của tôi nó đẹp. Đây là Panasonic D5500, báo giá cho các bạn hơn 7 triệu. Như vậy là toàn bộ phía bên này là tôi đã giới thiệu xong với các bạn. Thế bây giờ tôi quay sang phía bên này. Thế bởi vì nó nhiều dàn, đây như các bạn quan sát này, không thể đi len vào để mà quay được thì tôi cứ lựa thôi, chỉ biết báo cho các bạn thôi. Đây. Đầu tiên ở phía bên này các bạn quan sát bộ dàn này gọi là được dàn mệnh danh là đỉnh cao của công nghệ âm thanh. Bộ MD919, ở trên này MD919 này, dưới là MD717 này. Và 717 và 919 đều cắm điện tâm 10 mặt trắng. Và bộ 717 báo giá cho các bạn là trên 7 triệu. Bộ MD919 báo giá cho các bạn trên 10 triệu. Đấy. Phía ngoài này thì bởi vì nó quá nhiều chồng chất với nhau thì quay thế này tôi không xếp được ra. Đây là bộ Soli hàng xuất D705. Đây, đây là Soli D705 và đây là thước giữa của nó này. Thì tôi không xếp được vì nó chật. Bộ này báo giá cho các bạn là sắp xỉ 10 triệu. Tiếp sang bên này thì là một bộ dàn Soli, nhưng đây là dàn khủng mà nhiều bạn quan tâm ở trang tôi biết. Đây là dàn Soli 790, 2 bát 20 chồng lên nhau, giữa là con tép và thông hơi. Đây là loa của nó. Và trên này là cục giữa của nó, cũng cắm điện 220V. Vâng, và báo giá cho các bạn bộ này 10 triệu, sắp xỉ 10 triệu. Tôi cứ gọi 10 triệu đi. Đấy. Tiếp theo. Đây. Bộ này thì nó là đặc chủng rồi. Các bạn nhìn thế này đã biết đây là bộ dàn Kenworth 7i. Loa của nó là carbon da chăn. Đấy, như các bạn quan sát, bộ này của tôi nó mới như đập hộp. Đấy, nếu bạn nào không tin thì cứ đến đây để mà xem. Chứ còn nếu như các bạn gọi điện ở trên mạng thì không tin được. Bởi vì cái gì của ông ấy cũng bỏ mới như đầu là không phải đâu. Bạn nào cứ đến đây mới biết. Đây, tôi chỉ quay qua các bạn xem cái loa của nó đã đẹp này này. Chưa nói cục giữa nó bóng này. Đấy. Bộ này cắm điện 110, báo giá các bạn trên chục triệu. Tiếp theo, sang cọc bên này. Trên cùng đây là bộ Soli D, xin lỗi các bạn, LBT 725, bộ này cũng combo từ loa đến dàn. Các bạn trong bộ, những cái bộ Soli là một, bộ Pala của tôi thì không bạn nào chê, bao giờ đến đây khách mua chưa ai chê. Toàn dàn mới, như các bạn quan sát này, màng carbon da chăn, rất là mới, đây các bạn quan sát. Đấy. Cục giữa này, sáng ngời. Và bộ này cắm điện 110, báo giá các bạn cũng trên 7 triệu. Trên phía dưới đây là con A65 vừa lên giới thiệu rồi. Ba con A65 tôi giới thiệu các bạn rồi. Thôi bỏ đi. Ở phía dưới này, dưới cùng đây, vì nó lại vướng cái bộ dàn ngoài này, thì các bạn cố gắng để phát hiện hình tượng nó nha. Đấy. Đây là bộ Soli LBT550K. Đây là dàn gấu. Các bạn trông loa của nó rất đẹp đây này. Vì nó vướng cho nên tôi chỉ quay được thế này, nghiêng nghiêng này đấy. Bát của nó 20, một chung một tép. Mà chung của tép là nó nằm ở trong một cái khuôn viên rất là đẹp. Đây các bạn trông, rất là đầu gấu, loa rất đẹp. Bộ này cắm điện 220V 4 thước. Và giá của nó rất rẻ, nó chỉ trên 6 triệu đồng. Nhưng âm thanh rất hay đấy, đời cao. Mặt của nó mặt màu xám ghi mà. Như vậy cọc bên đấy đã xong thì bây giờ tôi lại sang cọc bên này. Vâng, trên cùng đây là bộ dàn rất là rẻ tiền. Con này là con CH404 và con này nó có hơn 3 triệu đồng. Điện 220V, 4 thớt rất là đẹp, âm thanh cũng hay. Tiếp theo với các bạn đây là bộ, tôi quay lại cái bộ 404 này. Cũng nhiều bạn, bởi vì nhiều bạn có phòng nhỏ thích những bộ dàn bé nhưng rất đẹp đấy. Rất là đẹp. Còn đây, đây là A65 giới thiệu rồi, thôi bỏ. Còn dưới đây các bạn quan sát lại một dòng dàn khủng nữa mà ở trang của tôi quá nhiều. Đây là con bộ Pioneer X750. Con này đời cao, mặt ghi gương. Ba loa, bát của loa 28, một chung một tép. Công suất của nó là 200W. Này, cắm điện 110, báo giá cho các bạn bộ này trên 8 triệu.
Pioneer X750 các bạn nên nhớ đấy nhá. Tiếp sang cậu bên này. Đây là bộ hàng xuất hàng chung Panasonic EH60 rốn côn đồng 3 đường tiếng. Loa tép của nó là tép 3D, cắm điện 220V, báo giá cho các bạn 5 triệu. Và bộ này tôi có, loại này tôi có mấy bộ thì tí sang bên kia tôi sẽ quay cho các bạn. Đây là một bộ tôi nên quay làm mẫu luôn. Đây là ông A85 hàng nội địa thì không giới thiệu các bạn nữa. Ở dưới đây các bạn trông này đã biết rồi, đúng không? Đây là dòng dàn truyền thống rồi. Kenworth 5G, vâng, 5 thớt cắm điện 110. Bát của nó carbon rẻ quạt, bát 25. Con này âm thanh rất là hay vì nó có cả bát jack trên ampli. Và tiếp theo sau bên này. Đây thì tôi giờ nó vướng thì nó chặt quá thì đây, tôi lại quay từ dưới lên. Tôi quay nghiêng này các bạn phát hiện đây là bộ Panasonic D50. Vâng. D50 thì bộ này các bạn biết rồi, âm thanh nó quá chuẩn, quá hay. Bộ D50 thì bao nhiêu bạn đến mua của tôi đều phải công nhận là nó là những bộ dàn mới và đẹp. Cho nên tôi khẳng định những dòng dàn Panasonic và Soli của tôi, dòng dàn đại này thì không thể chê được. Cắm điện 110, 5 thớt, báo giá cho các bạn trên 7 triệu. Các bạn trông từ cái vành loa của nó bằng nhôm, còn bóng như thế này. Nó vướng, nó chặt, nó nhiều dàn quá, nó rất là khó các bạn, đi nó phải chen chen. Đây, trên cùng đây là các bạn quan sát nhé. Đây là bộ dàn Panasonic M717. Và bộ này nó là 4 đường tiếng. Các bạn có dán trên loa của nó là rốn nồi quả bưởi, nhưng nó 4 đường tiếng, một bát này, một chung, một tép và một center bên cạnh này này. Đấy. Đây là bộ 717 này. Thì bộ này cũng cắm điện 220V và 4 thớt. Và bộ này báo giá cho các bạn nó trên 4 triệu đồng, gần 5 triệu. Tiếp theo phía dưới thì lại là bộ Panasonic, nó giống như bộ trên, nhưng bộ này là bộ 505 CS505. Loa cũng rốn nồi quả bưởi, nó giống như bộ trên, nhưng nó kém bộ trên một cái loa center, thì bộ này nó rẻ hơn một chút, cũng cắm điện 220V, 4 thớt. Tiếp theo phía dưới là bộ Soli LBT550K. Bộ LBT550K hiện nay tôi đang có hai bộ. Bộ vừa nãy giới thiệu với các bạn rồi, loại loa đấy thì nó lại là loa gấu. Còn bộ này thì nó lại dòng loa 4 đường tiếng như các bạn quan sát nhé. Một bát này, một chung, một tép và một center. Đấy. Bộ này cũng cắm điện 220V như vậy tôi giới thiệu và báo giá cho các bạn rồi, thì thôi không nói nữa. Đấy, như vậy là toàn bộ hệ thống dàn ở khu vực bên này cũng đã quay cho và giới thiệu qua với các bạn là xong. Và bây giờ tôi chuyển sang bên này. Đấy. Vâng, phía bên này tôi sẽ giới thiệu từ trong và ngoài đây. Phía trong của tôi là rất nhiều dàn chung các bạn nhá. Đây là bộ Panasonic EH500 này. Xin lỗi, EH600, 3 đường tiếng, nó có đường sút bê bát riêng. 4 thớt màu ghi gương én bạc. Vâng, bộ này báo giá cho các bạn trên 5 triệu một tí thôi. Phía dưới đây là con EH60, bữa nay tôi quay và tôi báo giá rồi thì thôi. Nhưng thông báo cho bạn như thế là tôi đã có hai bộ này. Dưới cùng là bộ Panasonic D1000 chạy đĩa DVD màu trắng. Báo giá cho các bạn gần 6 triệu. Bên này là bộ Sansui DH7, bộ này báo giá cho các bạn 3 triệu 7. Trên đây là bộ Panasonic EH500, bộ này nó giống như bộ EH60 nhưng đời nó cao hơn, màu én bạc, nó đắt hơn bộ EH600 có một tí ít thôi. Cũng 4 thớt nhưng bộ này là màu én bạc này. Bộ này thì là màu đen này. Đấy, thì bộ này đắt hơn một tí, không đáng kể. Trên đây các bạn quan sát đó là dòng tên tuổi Kenworth L722. Vâng. Bộ 722 này hiện nay tôi có hai bộ, một bộ cắm điện 110 và một bộ cắm điện 220V. Đây một bộ này. Và đây một bộ, vâng. Đấy, hai bộ, một bộ cắm điện 110 và một bộ cắm điện 220. Thế bạn nào thích sở hữu con nào thì điện cho tôi. Báo giá cho các bạn là trên 5 triệu, dưới 6 triệu. Vì nó là nội địa và hàng 220 không báo chính xác được. Còn ngoài ra tôi còn rất nhiều những cái dòng loa nó thừa tôi vứt đây này. Đây. Cục giữa thừa tôi cũng vứt đây, nếu như bạn nào cần thiết cái gì thì gọi điện cho tôi. Đấy. Bây giờ đi ra phía ngoài này. Phía ngoài này thì toàn dàn khủng thôi. Đây, đầu tiên giới thiệu các bạn đây là bộ Onkyo C50. Vâng, bộ này tôi bán rất nhiều rồi. Âm thanh của Onkyo các bạn biết đấy. Màu giữa của nó là màu én bạc, đời cao.
bát của nó bát 2830. Như các bạn quan sát bát 2830, một bát 1 tép 810. Và bộ này là giá cũng tương đối cao, nó xuất xuất 10 triệu luôn, gọi 10 triệu. Phía dưới các bạn đây lại một dòng dàn khủng nữa, đó là Piolar X640. Và bộ này màu đen, 5 thớt như các bạn quan sát, bát của nó cũng 2830, 3 đường tiếng, một bát 1 tép cắm điện 110. Vâng, bộ này báo giá cho các bạn là trên 7 triệu, gần 8 triệu. Thế phía trong đây thì là hai bộ dàn đầu gấu mà ít khi có. Trên cùng các bạn quan sát nhá. Đây là bộ Victor. Mà bộ Victor này của tôi là bộ Victor Z7000. Và bộ này, bộ dàn này nó là bằng bộ A97 và công suất nó rất to khỏe. Và bộ này cắm điện 115 thớt. Là bộ này báo giá các bạn cùng với cái bộ dưới này là hai bộ, bộ dưới thì to hơn, bát to hơn, là bộ Victor G7 các bạn nhé. Đây là bộ Victor G7, bát con này là 2830, 3 đường tiếng, và con trên bát của nó lại chỉ có 22. Thế nhưng hai bộ dàn này giá tương đồng nhau, nó đều 10 triệu, xích sắt 10 triệu. Thì bạn nào thích chơi dòng nào thì chơi, hai bộ này gọi là dòng Victor, đó là thương hiệu con chó Nha Trang này các bạn này. Đấy, Victor tức là nó hãng nội địa, còn GVC nó là hãng xuất. Nó đều còn là một nhà máy, và đây nó có hình tượng con chó Nha Trang, tức là âm thanh nó hay đến mức con vật còn muốn nghe. Là hai bộ liền, Victor G7 và Victor DZ7000. Và như vậy là lượng dàn âm thanh tôi đăng tải cho các bạn là đã xong. Thế còn phía sau kia là những cái loại cục đẩy vang số vang cơ rất là nhiều thì tôi không giới thiệu nữa, bởi vì những cái này chỉ có bạn gọi điện lên tôi tư vấn cho thôi. Nhưng ngoài ra có cả những dòng súp rồi center đây. Đây. Súp thì tôi cứ kèm để bên cạnh các bộ dàn này rất là nhiều, bên cạnh bộ là SG9 tôi để rất nhiều. Ngoài ra tôi có cả bộ cục súp Soli. Đây đây súp Soli. Nếu bạn nào mà chơi súp chơi dòng Soli thì nên để ý con súp này, nó bốn bát đây này, 1 2 đằng sau nữa. Đây. 3 4. Đây là cục súp Soli, rất là đẹp. Bạn nào mà chơi dàn Soli thì lên để ý đến cục súp này. Rồi. Và như vậy là tôi đã giới thiệu xong với các bạn hệ thống dàn của ngày hôm nay. Mong rằng những ngày cuối năm đến nơi thì vào dịp Tết Nguyên Đán, các bạn nên đăng ký tranh thủ mua nếu các bạn ở xa, bởi vì gửi hàng Viettel nó chỉ hoạt động đến ngày 15 nó sẽ nghỉ, âm lịch nó sẽ nghỉ. Tôi cũng đang nói điều đó bởi vì rất là nhiều các bạn ở trong miền Nam gọi điện ra là tôi rất e ngại điều đó. Thế nên các bạn nên tranh thủ thời gian. Vâng, cuối clip tôi cũng không quên chúc các bạn đã đăng ký ủng hộ kênh cũng như toàn bộ quý khách hàng từ xa đến gần khắp mọi miền đất nước đã về đây ủng hộ mua hàng cùng gia đình sắp sửa đến cuối năm luôn luôn mạnh khỏe, an bình và thịnh vượng. Cuối năm sẽ có một cái Tết đoàn viên và gia đình sum họp thật là hạnh phúc. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Hãy dùng quê ta này đã...